Thưa quý khán giả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Diệt Trường vừa ký quyết định ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố Cần Thơ. Quy chế có 3 chương, 16 điều, quy định rõ nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng và về tổ chức thực hiện, hướng dẫn cách thức lựa chọn đường, công trình công cộng để đặt tên, quy trình lấy ý kiến nhân dân, các bước thủ tục để trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua bằng nghị quyết. Để thực hiện việc đặt tên đổi tên đường và công trình công cộng, thành phố Cần Thơ cũng thành lập hội đồng tư vấn về đặt tên đổi tên đường và công trình công cộng thành phố, các quận huyện thành lập tổ tư vấn. Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ nghiên cứu xác lập ngân hàng tên đường và công trình công cộng theo quy định. Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến nay, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành 16 nghị quyết đặt 159 tên đường, đổi 2 tên đường và đặt tên 14 công trình công cộng. Hiện toàn thành phố còn khoảng 350 đường đã hình thành nhưng chưa đủ điều kiện đặt tên đổi tên theo quy định.